Cái sticker này sẽ được bán với giá là 1.999.000. Cho một tràng pháo tay lớn lên xíu được mà. Vì cái miếng sticker bắt cho Việt Nam này ok. Xin một tràng pháo tay lần nữa để mấy bạn tới đây. Thật ra là muốn trải nghiệm sản phẩm, giới thiệu sản phẩm chính là phần phụ thôi, cái chính là cái trải nghiệm của các bạn sẽ tới đi chơi, kết nối với mọi người nha, nghe nhạc của anh Ken Chỉnh, nghe Night Fly chi hát, feel theo điệu nhạc và relax hết cỡ, open hết cỡ để sau bữa tiệc này, sau khi trải nghiệm sản phẩm, cái các bạn đem về không phải là sản phẩm mà là trải nghiệm của các bạn trong một buổi ngày chủ nhật cuối tuần đó mà. Bộ sản phẩm của Thần Kinh Dài và GVRK qua một cái video mà team đã thực hiện từ trước cái sự kiện này. Cái video này là cái video được đầu tư và được sản xuất
gọi là đắt tiền nhất từ trước tới giờ của Thần Kinh Dài có thể làm ra. Cảm hứng lớn nhất của bộ sưu tập lần này là một người lái máy bay chiến đấu, họ phải đi quick strike, họ phải đi tấn công nhanh, tấn công mãnh liệt, tấn công bất ngờ. Thì khi họ tấn công bất ngờ đồng nghĩa với việc là họ cũng sẽ gặp những tình huống bất ngờ. Thì khi gặp tình huống bất ngờ thì những người phi công đó họ sẽ luôn có một cái survival kit đi cùng với họ, bắn ra khỏi máy bay lên trên trời để họ có thể rớt xuống thực địa và thích nghi với thực địa đó. Cái mục đích cuối cùng của cái bộ survival này là giúp các bạn thích nghi với môi trường bốn mùa của Việt Nam mình và lúc nào cũng cảm thấy thoải mái chuyện đó. Rồi bây giờ Nam sẽ bắt đầu thực sự nha. Rồi mọi người sẵn sàng ha, 1, 2, 3. Không biết hồi nãy là khi các bạn coi cái video á, các bạn có thấy item number 5 không ạ? Sai rồi, nó không phải là cái vali. Các bạn đã bị lừa rồi. Không có item number 5. Theo cái kiểu các bạn suy nghĩ, item number 5 sẽ là một cái item giúp các bạn đối mặt với những tình huống khẩn cấp không phải ngoài thực địa. Mà item number 5 đó là cái item giúp các bạn đối mặt với tình huống khẩn cấp trong đầu của các bạn. Item number 5 là item đó. Trong cuộc sống sẽ có những lúc các bạn gặp những khó khăn, những lúc bó này nọ. Thì khi đó các bạn cần phải có một giải pháp. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi giải pháp item number 5. Các bạn sẵn sàng chưa? Ở đây nó có cái đàn piano hay lắm. Bây giờ Nam sẽ nhấn cái phím đàn cái tinh cái, rồi Nam lấy cái item number 5 lên cho mọi người coi, ok? Nam biết đàn piano. Đây, xin giới thiệu với mọi người item number 5. Đây ở sau Nam. Đây là item number 5. Xin giới thiệu với mọi người sticker. Cho một tràng pháo tay được không ạ? Yes, các bạn đã làm item number 5 là item tuyệt vời nhất. Nó là cái bộ sticker. Nhưng nó không phải là cái sticker bình thường. Mặt sau nó là 3M, là công ty sản xuất những cái sticker đề canh hàng đầu thế giới. Các bạn có thể thấy nó là những cái sticker dán xe hơi, dán máy bay, dán những thứ gì mà đỉnh nhất thì các bạn muốn lưu lại càng lâu càng tốt. Thì cái sticker này, trên đây nó có rất là nhiều sticker để các bạn có thể dán,
Có thể khi nào mà cảm thấy bức bối trong người, thấy mình không biết đang mất phương hướng trong cuộc đời, thấy mình cảm thấy lao đao vì cuộc đời này quá, lấy bộ này ra, ok? Mỗi một lần dán một miếng, mỗi một miếng là một viên thuốc. Và mỗi một người sẽ có một cách khác nhau để dán cái sticker này lên tất cả các chỗ mà các bạn cảm thấy quan trọng. Nhớ anh xem đang dán lên người bạn gái, ô xin lỗi, phải cái đó. Dán lên cái máy chiếu, cái đèn, cái loa, cái này. Tất cả những cái gì tuyệt vời nhất nó đều trong cái này, trong cái văn hóa dán sticker này. Đây là một cái sticker tuyệt vời nhất mà thần kinh dài từng sản xuất được. Và nó có thể lưu lại rất là lâu. Các bạn cho cái sticker này một tràng pháo tay được không ạ? Anh đi Dũng chắc đang thắc mắc quá, anh Nam này có khùng hay gì đúng không anh đi Dũng? Cho anh đi Dũng chạy có tay được không? Đây là con người thật nhất ở trên YouTube mà Nam từng được biết. Và Nam đã có một cái video nói chuyện về văn hóa sticker của mình với Vũ, nhưng mà các bạn đừng có coi cái video đó ha. Nhưng mà cái sticker này do nó sản xuất rất là chất lượng, rất là mắc tiền, rất là kỳ công, thiết kế rất là nhiều lần mới được cái miếng sticker này. Cái của em không phải là bạn trên em, cái của em là bạn bình thường mà tất cả những người ở Việt Nam đang làm. Cái này không phải là bạn đó, cái bạn mà các bạn được tặng là các bạn không có chữ 3M ở đằng sau, chú ý ha, 3M, ok. Cái sticker này sẽ được bán với giá là 1.999.000. Cái sticker này sẽ được bán giá là 1.999.000. Tại vì ở Việt Nam chưa có ai làm cái sticker này. Chưa có một cộng đồng nào về văn hóa của cái đường phố này mà làm được cái sticker này hết. Mà còn kết hợp với một thương hiệu tên là GVRK, có một cái tên Emergency, đúng không? Các bạn đang mua gì? Mua văn hóa, mua thương hiệu. Và tờ sticker này chỉ có khoảng 89 tờ. Tại vì chỉ có đang làm tốt đó. 89 tờ sticker này sẽ khẳng định là bạn là một con người thực sự độc đáo. Nó sẽ được bán với giá là 1.999.000. Và khi mua cái sticker này thì nó sẽ được đi kèm với một số sản phẩm. Mình sẽ bán cái sticker này với giá là 1.999.000. Nhưng mà cái sticker này thì nó phải đi kèm. Nhớ nha, miếng sticker này giá 1.999.000, nhưng mà nó bán chỉ kèm với sản phẩm sau đây. Thì bây giờ cái miếng sticker này, cái sản phẩm item number 5 này, nó sẽ được bán với giá 1.999.000, kèm theo cái sticker đó là cái chỗ để các bạn dán, ok? Như hồi nãy Nam có nói, cái ý tưởng này tức là gì? Nó sẽ là một cái vali. Nó phải là một cái vali để chứa được hết tất cả những cái sản phẩm mà các bạn có thể mang ra ngoài thực tiễn. Nhưng mà nó sẽ không phải là cái sản phẩm để các bạn đối phó với cái tình huống emergency ở ngoài thực địa, ở ngoài đường, mà là trong đầu các bạn. Thật kinh dài luôn muốn tổ chức những cái sự kiện như vậy. Như mình nói, cái ý tưởng thứ hai của cái sự kiện kiểu này là đem mọi người ra ngoài. Đem mọi người cuối tuần, những ngày lễ tới với nhau, tới cho một sự kiện. Nó không phải là online, mà nó là offline 100%. Và tất cả những gì mọi người gặp nhau kết nối là ngoài đời thật. 1.000.000 like trên mạng không bằng 1 like ở ngoài đời thật. Thì cái sản phẩm này để dành giúp cho các bạn giải tỏa được những cái khó khăn trong đầu óc của bạn, để giải tỏa những cái tình huống emergency trong đầu các bạn. Xách vali lên và đi, ok? Tới những vùng đất mới, tới những cái nơi mà các bạn chưa từng tới, để cảm nhận được những cái văn hóa mới, để gặp gỡ những con người mới. Và từ đó thì bạn thấy là cuộc sống bạn nó còn nhiều điều kỳ diệu ngoài kia ha. Thì mình sẽ giới thiệu một chút xíu từ cái vali này. Nó trong suốt hoàn toàn. Các bạn có thể để tất cả những cái sản phẩm mà các bạn yêu thích, từ giày của mình, từ quần áo,
những cái sản phẩm mà các bạn cảm thấy là khi mà đi ra ngoài kia, đi tìm kiếm những vùng đất mới, tìm kiếm những trải nghiệm mới, các bạn muốn show ra thì người ta biết bạn là ai, trong vali của bạn có gì. Và ngày hôm nay á, cái lý do mà nhiều khi mình cũng nghĩ trong đầu là phải mời anh đi dụ tới, tại vì á, anh này để anh nói cho nha, khi mà phải mời đi dụ tới, tức là trong cái xã hội hiện nay á, không có gì bây giờ nó quan trọng bằng cái chuyện là bạn phải thành thật và show cho người ta biết là trong ruột gan bạn có gì hết. Một tràng pháo tay cho cái ý tưởng có được không ạ? Thông qua cái vali này, thông qua cái sản phẩm này thì Tim luôn gửi gắm tất cả bạn những cái ý nghĩa khác, tức là mình cứ hãy thẳng thắn, mình cứ hãy cho thế giới biết mình là con người như thế nào, mình hãy show ra cái ý tưởng của mình, mình hãy sắp xếp tất cả mọi thứ và biến mình trở thành một thực thể không bao giờ được trùng lắp. Và đây, sản phẩm sticker này để có thể dán lên cái vali này và đi với bạn khắp mọi miền đất nước, hay là nếu mà bạn có giỏi, cố gắng nhiều thì mình đi khắp cả thế giới luôn, được không ạ? Rồi, thì đây giờ bây giờ item number 5, miếng sticker 1.999.000 thì mình sẽ tạm thời đóng lại, đem xuống và làm cái thủ tục cuối cùng của cái sự kiện ngày hôm nay, đó là mở cửa phòng trưng bày và tự Nam sẽ là người có mặt ở trong đó để giới thiệu rõ ràng hơn với mọi người từng sản phẩm. Đây là cái phòng đẹp nhất mà Thần Kinh Dài hay bất kỳ một local brand nào có thể trưng bày đẹp như vậy. Ai về đi. Ai vậy?